Xin chào các bạn, thì hôm nay mình sẽ giải thích cái cốt chương trình điều khiển chương trình động cơ quay thuận quay ngược và dừng động cơ, và cái em một phần đọc analog và xuất analog. Cái bài mà hôm nọ thầy cho trên lớp ấy thì đầu tiên là cái chương trình quay thuận quay ngược thì nó cũng không có gì cả, nó cũng đơn giản thôi. Đây mình sử dụng, mình khai báo M0 là nút bấm thuận này, M1 là nút bấm ngược này, và M2 là nút bấm dừng, được chưa? Thì khi nhá, I28 là đầu ra là chạy thuận này, còn I29 là chạy ngược này. Thế nhỉ? Rồi. Thì khi mà mình bấm thuận, được chưa, mình giải thích qua một chút này. Khi mình bấm nút thuận nhá thì cái giá trị I28 sẽ được set lên 1, được chưa nhỉ. Đồng thời thì mình sẽ giá trị I29, có nghĩa là cái động cơ chạy ngược ấy, nó sẽ được reset, có nghĩa là nó sẽ không chạy. Nghĩa là khi chạy thuận thì sẽ không chạy ngược, và khi chạy ngược thì sẽ không chạy thuận, được chưa. Rồi, đây là phương trình chạy bấm thuận này, bấm ngược này. Khi bấm dừng thì ta reset cả hai đi, reset cho chạy ngược thì hai thằng sẽ tắt, ok chưa. Ở đây là mình dùng cái lệnh emu E50 D10. Thì cái D10 ấy, D10 đề bài thầy cho D10 nó là tần số đặt, được chưa. Có nghĩa là khi mình dừng động cơ nhá, khi mình bấm dừng động cơ thì mình sẽ đặt tần số, đặt tần số ở đây mình sẽ đặt là bằng 50, được chưa. Tức là khi mà chương trình bấm dừng, cái tiếp điểm này đóng lại này, được tác động này, thì đâu nhỉ, đây tiếp điểm M0, đâu, các bạn thấy chuyển đây tiếp điểm M2 này, được tác động này thì nó sẽ chuyển giá trị 50 vào D10, có nghĩa là D10 bằng 50. E50 ở đây bởi vì là do mình dùng số thực là emu mà, lên chỗ này phải là E50 chứ không được là, chứ không được sử dụng là K50 đâu nhé. Ok, đây là chương trình bấm thuận bấm ngược bấm dừng động cơ. Sau đây là mình sẽ đi vào chương trình là đọc analog, thấy chưa. Đọc analog thì ở đây này, tại sao chỗ này là x70 và chỗ này là x7e, thì x70 ở đây nhá các bạn này, x70 x7e, cái số 7 ấy, số 7 này này, tại sao nó có, bởi vì các bạn để ý này, mình sẽ vào PLC parameter này. Đó thì do mình khai báo ở đây này, chưa? X70, X7E thuộc module đọc analog, có nghĩa là module là Q64AD đây, đúng không? Thì start XY này, địa chỉ bắt đầu nó là 0070, đúng không? Có nghĩa là bắt đầu từ 70, được chưa? Thì mình sẽ chọn là bắt đầu là X70, được chưa? Còn X7E này nó là cái, nó là, thực ra nó là cái cờ nhớ, cờ nhớ nó sẽ báo là khi là sẵn sàng chuyển đổi, là báo chuyển đổi xong á. Ok, còn bên dưới nó có cái thằng, đợi mình xíu, đây là đọc nha, đây là chương trình của đọc analog này. Chương trình xuất analog của đây nó sẽ là x x7 đây, à, xuất analog đây x60 này. Đó, bởi vì sao, bởi vì xuất analog này, xuất analog là Q62 DA thì địa chỉ bắt đầu nó là 60, được chưa, nên mình phải là x60, ok nhé. Đoạn đấy là ok, giải quyết xong rồi. Ở đây là mình ở chương trình đọc analog, mình sử dụng cái lệnh mu mu D2, được chưa. D2 nó sẽ là tín hiệu analog, nó là tín hiệu tương tự ấy, được chưa. Thì mình sẽ chuyển nó sang cái thanh ghi là D20, được chưa, được chưa, D20. Rồi, ở bên dưới là có một cái SM400, có nghĩa là khi PLC chạy thì SM400 này sẽ đóng, được chưa nhỉ. Có nghĩa là sao, có nghĩa là khi các bạn chạy chương trình mô phỏng PLC nhá, hoặc là khi đã mình đã lạc vào PLC và cấp nguồn cho PLC thì SM400 này nó luôn đóng, được chưa nhỉ.
tức là luôn có dẫn dẫn điện qua đây này. Đó thì khi dẫn điện qua thì cái lệnh FLT này nó thực ra là nó là cái lệnh là flop. Flop có nghĩa là chuyển đổi số thực. Đúng không? Bởi vì là mình đọc nhá, mình đọc tín hiệu analog thì mình phải đọc, tức là mình đọc giá trị là số thực đúng không? Đó. Lên cái thằng D20 này, nó ở bên trên D20 ở trên này, nó là cái số nguyên, được chưa nhỉ? Số nguyên thì mình phải chuyển từ số nguyên sang số thực để đọc được. Ví dụ đơn giản đi, đọc nó có là phải, ví dụ là tín hiệu là điện là có thể là 40,5 chẳng hạn hét đấy, thì nó là số thực đúng không? Thì nếu bạn để số nguyên nó sẽ là 40 Hz thì nó không chính xác, được chưa? Bởi vì tần số của mình nó dao động trong khoảng từ 0 đến 50 Hz mà, nên mình phải chuyển float sang số thực, từ số nguyên sang số thực. Ok, ok chưa? Rồi ở đây là mình sẽ sử dụng cái lệnh e sao này, có nghĩa là lệnh nhân, được chưa? Nhân hai số thực là nhân D22 là cái thanh ghi ở trên này này, được chưa? Nhân với E50 có nghĩa là nhân với 50, được chưa? Giá trị đặt nó trị đút vào thanh ghi D24, được chưa nhỉ? Đây là nhân. Còn đây là bên dưới là chia hai số thực, là lấy D24, thanh ghi D24 là kết quả trên này này. Đấy, chia cho 4000. Được chưa? Kết quả sẽ được bút vào thanh ghi D12. D12 nó sẽ là tần số trả về bằng 50 Hz. Ok không các bạn? Ok nhá. Số trả về sẽ là 50 Hz, được chưa? Rồi. Tiếp đến mình sẽ giải thích chương trình là suất analog. Thì x60 này là vừa giải thích rồi nhá. Đây là Y62 ở đây này. Thực chất nó chỉ là một cái đèn báo, được chưa? Có nghĩa là khi kích hoạt cái suất analog thì cái đèn báo nó sẽ báo, được chưa? Bởi vì là khi cái này nó có điện này thì Y62 nó sẽ được set lên. Rồi thì bên dưới là chương trình là E sao là nhân hai số thực đúng không? Là lấy D10 này, được chưa? D10 nhân với 4000. Kết quả đút vào thanh ghi D14. Được nhỉ? Ở đây là mình sẽ đút vào thanh ghi D14. Thì có câu hỏi đặt ra là các bạn có thể hỏi là tại sao không đút vào thanh ghi D12 đúng không? D12, D11. Được chưa? Thì mình thường ấy, mình sẽ tách ra hai đơn vị, có nghĩa là D10 thì sẽ D12 đúng không? Nhưng ở đây mình sẽ phải D14, bởi vì sao? Bởi vì D12 nó là nó lặp ở đây này. Các bạn để ý không? Nó trả về là bằng D12 rồi, nên mình ở đây mình không đặt bằng D12. Vì đặt D12 đây nó sẽ là sai chương trình, được chưa? Nên mình đặt thằng D14 đi. Được chưa? Mình cách bốn đơn vị ra cho nó ok. Chắc chắc cú. Rồi. Chương trình bên dưới thì mình chia thôi. Lấy D14 là kết quả bên trên này này, chia cho 50. 50 thì mình phải viết là E50 nhá. Chia cho 5. Chia cho 50 là mình phải viết là E50 chứ không được viết là K50 đâu. Được chưa? Kết quả thì mình cách hai đơn vị ra là mình gửi đưa vào thanh ghi D16. D14, D16 cách hai đơn vị mà. Rồi. Khi đã mình đã được chưa? Khi mình đã xuất analog vào rồi, được chưa? Thì mình phải chuyển đổi sang số nguyên. Đấy nhỉ? Đọc thì mình đọc tín hiệu là số thực, còn xuất thì mình phải chuyển đổi sang số nguyên. Được chưa? Xuất thì mình sẽ dùng loại in INT hay là in integer ấy. Integer D16, D18 chuyển đổi số nguyên, được chưa nhỉ? Rồi, sau đó là mình sẽ mu mu D18 chuyển giá trị của thanh ghi D18 sang D6. Cũng nghĩa là D6, nó nghĩa là D6 ở đây này. Nha, D6 ở đây nó là cái thằng này này. Có nghĩa là ở thanh ghi là đây là thanh ghi chương trình, đây là chương trình suất analog đúng không? Suất analog thì các bạn vào parameter ở cái suất là DA auto GFS này. Đó thì D5 D6 đây là thanh ghi mình gắn cho hai thanh ghi đầu ra D5 D6 đây. Ok chưa nhỉ? Đấy thì mình sẽ đây là mình dùng cổng CH2 mà. Để bài thầy yêu cầu mình dùng cổng DH2 thì mình phải gắn là D6.
Ok nhé. Rồi mình xuất ra D6 ấy. Đấy, chương trình main đi. Ok. D6. Đó, mình sẽ xuất ra thanh ghi D6. Còn mình đọc đọc thấy yêu cầu mình là ở cổng CS2 thì nó là thằng D2. Xuất sẽ là cổng CS2, nó sẽ là thằng D6, D2 này. Đâu nhỉ? D2 này, đó. AI CS2 D2 này. Được chưa? Còn đây là AO CS2 là D6, ok. Đơn giản thế thôi nhá. Rồi. Rồi. Mình sẽ kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.